Hello, xin chào anh chị và các bạn, lại là Hiển đây. Hôm nay Hiển sẽ chia sẻ với anh chị một trong chủ đề rất là tuyệt vời, đó chính là chủ đề về Winhome, một trong những chiến lược chủ đạo và một trong những chiến lược tuyệt vời nhất độc quyền từ tổ chức Win2Win, giúp cho các anh chị chúng ta xây dựng được một cái doanh nghiệp hiệu quả và bền vững. Thế thì Winhome là gì? Đây là một chiến lược kinh doanh tại nhà, phải nói là vô cùng độc đáo, đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sao chép và phát triển được. Lý do vì sao chúng ta phải phát triển mạng lưới Winhome này? Như các anh chị biết, không phải ai trong chúng ta cũng có gì ạ, kiến thức, kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh cùng với Sikop, trong cái lĩnh vực kinh doanh thương mại, đúng không ạ? Thế thì trong cái kinh doanh này có một cái điểm rất hay, đó là chúng ta là một cái kinh doanh network, một cái kinh doanh đồng đội, một cái kinh doanh mà chúng ta có thể được hỗ trợ bởi đội ngũ, đội nhóm, bởi rất nhiều người. Thế thì chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh của đội nhóm, của đoàn đội để chúng ta có thể phát triển kinh doanh này. Vậy thì Winhome đơn giản là chúng ta, đây, các chị nhìn, đây là bức tranh bộ nhận diện thương hiệu của tổ chức Win2Win. Trên đây có những cái giá trị cốt lõi của tổ chức, có những cái văn hóa, sứ mệnh, tầm nhìn, xin lỗi các chị bởi vì hiện đang sử dụng cái bảng này để viết cho các chị nên che mất những cái bức tranh Winhome. Hiện đang ở nhà và hình chọn một cái góc nhà để treo những cái bộ nhận diện này lên. Nhiều khi bạn bè đến hỏi, ủa cái đó cái gì anh Hiển? À, đây là cái đối tác ở Zikup, đối tác Win2Win mà anh đang hợp tác, anh đang phát triển một cái doanh nghiệp đa quốc gia. Đại loại là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta mở lời với họ khi mà họ đến hỏi mình. Và ngoài cái việc mà chúng ta treo cái bộ nhận diện này lên, chúng ta sẽ mặc những cái đồng phục áo Win2Win như thế này một cách rất là tự hào. Các chị thấy những cái slogan và giá trị không? Đây là những cái nét văn hóa riêng của tổ chức Win2Win, và các chị chỉ cần chọn một cái góc nhà, một góc làm việc của chúng ta, chúng ta có bộ nhận diện treo lên, chúng ta có áo và một ít sản phẩm. Các chị thấy góc sản phẩm của Hiển đây ạ, một số sản phẩm mà Hiển vừa dùng vừa kinh doanh, tùy theo cái điều kiện và cái nhu cầu của các chị nhé. Các chị có thể là lấy một lượng sản phẩm mình vừa dùng và mình vừa có sản phẩm để mình chia sẻ, để demo, để trải nghiệm cho những người bạn của mình. Ví dụ như là khi mà vợ chồng của Hiển á mời những người bạn của mình đến nhà chơi, đúng không, và họ hỏi ô cái đó cái gì vậy, thì mình có thể gì ạ, chia sẻ cho họ và cho họ trải nghiệm luôn. Ô cái này họ tuyệt vời lắm, em thấy là da của anh, da của chị dạo này thay đổi gì không, là ngay lập tức mình có thể chia sẻ cho họ rất là tiện lợi. Và Winhome là một chiến lược rất là tuyệt vời. Lý do vì sao chúng ta nên mở Winhome? Đầu tiên thì muốn giải thích gì là lý do tại sao? Lý do tại sao mình nên mở Winhome? Thứ nhất, mở Winhome nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được, tiết kiệm này, thời gian, chi phí làm việc. Các chị thử nghĩ xem, bây giờ các chị muốn chia sẻ cho 10 người bạn, chúng ta hẹn họ đi cà phê 10 lần, chúng ta tốn tiền di chuyển 10 lần, tốn 10 chầu cà phê, đúng không? Tốn thời gian gặp 10 người. Nhưng mà thay vào đó, khi chúng ta làm Winhome này, chúng ta đơn giản là mời 10 người bạn đó đến cùng một lúc, chúng ta làm một cái buổi khai trương Winhome. Và trong cái công việc kinh doanh này, trong suốt những tháng vừa qua, Hiển đã tổ chức, Hiển đã cùng với là những anh chị em trong đội nhóm tổ chức hàng trăm, hàng nghìn cái buổi Winhome như vậy khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Và khi mà mình làm như vậy thì mình mời mấy người bạn của mình đến. Các chị đừng có mời quá nhiều, bởi vì các chị mời quá nhiều, các chị sẽ chăm sóc không hết và cũng không đủ thời gian để trải nghiệm sản phẩm cũng như là chia sẻ cho họ hết được. Cho nên một lần các chị chia sẻ Winhome, các chị chỉ cần mời một vài người bạn đến là được. Và lát nữa đi vào làm như thế nào sẽ giải thích kỹ hơn. Nhưng ở đây, thay vì chúng ta đi gặp 10 người 10 lần, chúng ta mời họ gom vào cùng một buổi, chúng ta chia sẻ một lần luôn, có phải chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí không? Thứ hai, đó là chúng ta tận dụng được, xây dựng được cái niềm tin cho cái đối tác của mình. Các chị thử nghĩ xem, có ai đi gạt người khác, đi lừa người khác mà đem về nhà lừa không? Có phải hôm nay Hiển mời các chị đến nhà chơi, các chị không cần phải giải thích, các chị vô nhà của Hiển cái thứ gì cũng là Zikup hết, thì tự động các chị mặc định là sản phẩm chắc chắn là tốt, chắc chắn là rẻ thì nó mới xài tất tần tật là Zikup, đúng không? Còn nếu như các chị đến nhà mình thấy trời ơi toàn sản phẩm ngoài thị trường không, thì rõ ràng là các chị sẽ không có niềm tin vào cái công ty, cái sản phẩm để làm, đúng không?
Cho nên khi mà Hiển mời các chị đến nhà Hiển để khai trương Vinhome, để tham quan Vinhome của Hiển, các chị chỉ cần nhìn những cái sản phẩm mà gia đình Hiển xài thôi là các chị gần như đã có một cái niềm tin sản phẩm rồi. Cái thứ hai nữa, cái niềm tin ở đây cái góc độ là không ai đi gạt người khác mà đưa về nhà của mình mà gạt. Cho nên là bạn đến nhà tôi nào, bạn xài mà có vấn đề gì, bạn đến tìm tôi, đây là nhà tôi đúng không? Xây dựng niềm tin cho họ. Và cái thứ ba là niềm tin cho ai? Niềm tin cho chính những người thân, người nhà của mình. Hiện có những trường hợp mà người vợ làm kinh doanh này, người chồng ghen. Tối ngày thấy bạn mặc đẹp, xịt nước hoa rồi bà đi ra ngoài, đi đến độ tối 9-10 giờ đêm đi về, không biết bà đi đâu, bà gặp ai, bà làm gì, ghen. Nhưng mà khi mà mở Vinhome ở nhà, mời bạn bè, đối tác đến nhà chia sẻ, thì hiện có một cái trường hợp hồi xưa, một cái anh, cái đợt đó là cái anh chồng á, là khó chịu lắm, tức là vợ mình đi làm kinh doanh này không biết làm thứ gì nữa, mà cứ như vậy. Thế thì mỗi lần mà Hiển đến làm việc hỗ trợ là đi ra đi vô là đóng cửa rầm rầm, giống như gọi là dặn mặt để mà đuổi khách ấy. Nhưng mà một lần thì Hiển nói là chị làm cái Vinhome đi, và khi chị làm Vinhome như vậy thì chị chỉ cần mời ảnh nhé, chị mời ảnh, chị mời những người nhà của chị á, tham dự và để họ hiểu được cái chuyện này như thế nào. Và lúc mà chị mời ảnh thì ảnh không thèm dự. Tôi bận rồi, tôi không có rảnh đâu, tôi nghe. Nhưng mà không ai nghĩ được là ông lén ông rình ông nghe. Và khi mà Hiển ở trên này chia sẻ Vinhome cho chị, hỗ trợ chị á, thì là anh nấp ở đâu nghe, lát ra hỏi em, còn đây em nói cái chỗ chính sách hoa hồng ở chỗ này là em giải thích lại chỗ này anh chưa có hiểu đâu. Đấy. Và khi mà anh nghe lỏm, nghe lén như vậy thì nghe rất là chăm chú và hiểu được. Và bây giờ hai vợ chồng cùng đồng hành, cùng làm cái chuyện này, như thấy lợi hại không? Cho nên cái việc mình làm cái Vinhome này là mình vừa xây dựng được niềm tin cho đối tác, mình vừa xây dựng được niềm tin cho chính cái người nhà của mình, để họ có thể ủng hộ, họ có thể là hỗ trợ cho mình đó các chị. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Chúng ta tận dụng được gọi là sức mạnh của tập thể đấy, đoàn đội đúng không? Các chị thử nghĩ xem, bây giờ thay vì các anh chị đứng lên, các anh chị, nhất là những người mới tham gia, làm gì có kiến thức, làm gì có kinh nghiệm để chia sẻ cho người mới, cho người khác đúng không? Nhưng mà kinh doanh này là kinh doanh teamwork. Chúng ta, việc của chúng ta là mời khách đến tham dự, việc còn lại những cái việc mà trình bày sản phẩm, demo sản phẩm, giới thiệu cơ kinh doanh, tất cả mọi thứ đã có những cái người đồng đội của mình hỗ trợ cho mình. Các chị yên tâm là khi các chị tổ chức Vinhome luôn có một cái đội quần áo xanh, những người đồng đội, có thể là tuyến dưới, tuyến ngang, tuyến trên, tuyến bạc, sẵn sàng, nhất là đội Action Team và Discovery Team của tổ chức Vinhome ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, sẵn sàng đến hỗ trợ cho bạn. Việc của bạn là cho chúng tôi biết ngày, giờ, thời gian, địa điểm, đúng không? Và khi bạn chỉ cần làm điều đó thì bạn báo trước, thì sẽ có một đội ngũ, những người anh em đồng đội, những đội quần áo xanh này đến hỗ trợ chia sẻ cho bạn. Mỗi người nói một câu hiệu quả gấp trăm lần bạn nói, bạn đồng ý không? Ví dụ bây giờ Hiển là đàn ông đúng không, cho dù Hiển có xài sản phẩm mỹ phẩm tốt cách mấy, nhưng mà cái chia sẻ của mình nó sẽ cũng không thuyết phục bằng những người phụ nữ mà họ trải nghiệm và họ có kết quả đúng không? Thế thì cái ngày mà Hiển mời những người bạn của mình đến nghe Vinhome á, Hiển mời đúng những người á mà họ đã có kinh nghiệm, đã có sự trải nghiệm, đã có kết quả trước. Hiển mời họ đến, họ chia sẻ giúp cho Hiển. Mỗi người nói vài câu, người thì kể câu chuyện là trước đây da của họ thế nào, có hình ảnh bằng chứng luôn, bây giờ họ xài họ thấy là sao, kết quả thế nào. Rồi có người thì dùng cái dinh dưỡng mất ngủ, bây giờ cải thiện sao. Có người trước đây gia đình bố của mình bị đau răng, bị trĩ táo bón gì đó. Đại là những người họ chia sẻ cái kết quả sử dụng của bản thân họ, của gia đình họ, và thế là họ chia sẻ hiệu quả gấp nhiều lần Hiển chia sẻ đúng không các chị? Cho nên chúng ta tận dụng được cái sức mạnh của đoàn đội. Và một cái ý nghĩa rất là quan trọng của Vinhome nữa, đó chính là một cái siêu marketing luôn. Thứ nhất là khi các anh chị thấy là bạn bè đến nhà chơi, chắc chắn là họ sẽ thắc mắc cái này cái gì vậy, cái này cái gì vậy. Thế thì khi mà họ mở miệng ra họ hỏi trước á, thì chính là cơ hội để chúng ta chia sẻ mà họ không có đề phòng. Nếu chúng ta chủ động, chúng ta gọi họ, chúng ta chia sẻ cho họ, thì có khi là người ta còn nghĩ là không biết hôm nay nó dụ mình đến, nó định bán cái gì cho mình hay là chia sẻ gì cho mình. Nhưng mà nếu như họ mở miệng, ủa Hiển, cái này cái gì vậy, thì tức là họ hỏi, họ mở toang cái đầu là họ muốn đón nhận, họ muốn tìm hiểu xem cái này là cái gì. Thì đó là lúc mà chúng ta chia sẻ cho họ không có đề phòng. Và một cái siêu marketing ở đây là gì? Cái người mà họ mở Vinhome chính là họ đang tự cài đặt, đang tự gì ạ, set up cho mình là gì ạ, yêu quý cái nhãn hiệu, tự hào về cái nhãn hiệu và cái tổ chức mà họ đang gì ạ, cộng tác. Ví dụ như các chị thấy là Hiển đi ra đi vô hàng ngày, các bạn nhìn thấy gì ạ? Win to win, Z-Cup, những cái giá trị văn hóa cốt lõi của Win to win, có phải hàng ngày nó ăn vào máu, nó ăn vào não không?
Các chị có biết tại sao bên ngoài kia người ta trả hàng tấn tiền để người ta quảng cáo trên những cái pano áp phích dễ nhìn thấy, hoặc là quảng cáo lập đi lập lại trên TV cho mọi người nhìn đi nhìn tới nhìn lui không? Là tại vì người ta đang cài đặt vô tâm thức của người đó, vào tiềm thức của người đó, cái thương hiệu đó. Thế thì hôm nay các chị đặt một cái bộ nhận diện thương hiệu này trong gia đình của đối tác của mình, chính là anh chị đang gì ạ? Giúp cho họ luôn luôn nhìn thấy sản phẩm của công ty, nhìn thấy công ty, nhìn thấy tổ chức, nó gia tăng cái niềm tin, cái tình yêu, sự yêu quý về cái thương hiệu và cái sản phẩm ở kinh doanh này. Cho nên đó là lý do vì sao mà các chị chúng ta cần phải là triển khai và phát triển cái mạng lưới Winhome này. Và các chị biết không, khi mà cái Winhome của họ phát triển á, sau này chúng ta sẽ có một cái chiến lược, đó là gọi là cơ hội kinh doanh trong cơ hội kinh doanh, tức là mô hình kinh doanh trong mô hình kinh doanh. Chúng ta có một cái app, chúng ta có một cái app là app Win to Win. Các chị ở đây chắc là các chị hãy liên hệ với người giới thiệu của mình á, để biết cái app này. Một cái app rất tuyệt vời, rất nhiều tính năng, rất nhiều gì ạ, công dụng. Và trong đó nó có một cái mục, đó là định vị Winhome. Khi các chị chúng ta mở Winhome, WinSpa, WinPro, WinOffice, chúng ta mở cái app Win to Win này lên, nó sẽ hiện những cái địa điểm của chúng ta lên. Và lúc đó chúng ta sẽ bảo trợ được những cái đối tác, gọi là ở bên ngoài kia, những khách hàng công nghệ. Ví dụ như cái chiến lược mà marketing cho cái app này các chị khỏi phải lo, bởi vì Win to Win đang làm rất nhiều việc để marketing cái app này cho mọi người cài đặt nó, được không? Và khi mà mọi người cài đặt nó về, thì bây giờ giả sử như hiện là một khách hàng đang muốn đi làm đẹp, hay là đang muốn là tìm hiểu về cơ hội di cúc hay là sản phẩm di cúc ở cái khu vực hiện đang ở, bình thường mình biết tìm ai bây giờ? Nhưng bây giờ lên cái app này, định vị một cái, nó quét xung quanh nè, trong cái app Win to Win á, các chị mở ra nhé, đây nó có cái app Win to Win nè, nha anh chị nhé. Trên này nó có sẽ có một cái nút gọi là nút định vị Winhome ở bên này đây các anh chị. Khi các anh chị bấm vào á, thì nó sẽ tìm định vị cho các anh chị là cái vị trí bản đồ, là như thế không, bản đồ nè, đấy nó sẽ định vị những cái Winhome gần nhất. Thì khi mà họ nhìn thấy cái Winhome của các anh chị, ví dụ như hiện có một cái Winhome ở tại Tân Phú nè, thế thì khi mà bản đồ định vị xung quanh đây có cái Winhome của hiện, người ta vào xem đánh giá ở 5 sao, ở 4 sao rưỡi, 5 sao, ở anh hiện kiến thức tốt, chăm sóc nhiệt tình, Winhome là chuẩn tất cả mọi cái, thì có phải người ta tín nhiệm và người ta đến người ta nhờ mình bảo trợ hay là mình chia sẻ sản phẩm cho người ta, đúng không? Đó là điều rất tuyệt vời mà Win to Win xây dựng hỗ trợ cho chúng ta. Thế thì sau này á, chúng ta có một cái mạng lưới mà rất nhiều những cái Winhome như vậy, thì nói thật với các anh chị là giống như chúng ta đang sở hữu một cái hệ thống, một cái hệ thống giống như chuỗi thương hiệu như là gà rán KFC hay là chuỗi thương hiệu như là cà phê hai lần á, đúng không? Và sau này chúng ta đưa bất cứ một cái, các anh chị có thấy là cái cà phê, ví dụ như là cà phê The Coffee House hay là hai lần cà phê á, thời gian đầu họ chỉ tập trung bán cà phê thôi, nhưng mà dần dần bắt đầu họ đưa thêm những sản phẩm khác vào, bánh ngọt, đúng không? Rồi gì à, điểm tâm, bún phở, hủ tiếu dai, hủ tiếu khô. Đại loại là chúng ta có thể đưa bất cứ một cái sản phẩm qua cái đường ống này, qua cái cộng đồng này. Cho nên các chị hãy xây dựng. Và lãnh đạo của Win2Win, chị Hà Linh nói là kinh doanh của chúng ta không được tính bằng số lượng nhà phân phối, mà được tính bằng số lượng Winhome mà chúng ta xây dựng được trong cái tổ chức của mình. Cho nên các chị chúng ta hãy nỗ lực, chúng ta mở rộng xây dựng cái Winhome này thật nhiều vào, được không ạ? Đó là cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải là phát triển cái Winhome. Thế còn bây giờ thực hiện nó như thế nào? Về cái cách tổ chức thực hiện như thế nào? Bước 2 là bước chuẩn bị. Chuẩn bị cho buổi Winhome. Đây. Thực ra các anh chị đừng có đặt nặng là mở Winhome đó là phải khai trương, là phải mời khách để tổ chức, không không nhất thiết nha. Thực ra bản chất của cái Winhome á, chúng ta không nhất thiết phải gì ạ? Phải có Winhome để chúng ta mời khách đến, chúng ta làm khai trương, chúng ta chia sẻ mới gọi là Winhome, không phải. Các anh chị chỉ cần treo cái bộ nhận diện lên, mặc áo vô và có một ít sản phẩm để vừa xài vừa chia sẻ cho khách hàng khi cần là được rồi, là đã là Winhome rồi, được chưa? Chứ không nhất thiết là chúng ta phải làm một cái buổi khai trương hoành tráng, mời khách mời khứa gì nó mới gọi là Winhome, không phải. Nhưng mà nếu chúng ta biết tận dụng cái buổi khai trương này, nó giúp chúng ta làm được nhiều việc. Thế thì Biển sẽ giải thích nè. Đây, Winhome là một trong những buổi mà chúng ta chia sẻ và bán sản phẩm, cũng như là chúng ta chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này cho đối tác của mình. Hồi đấy trong cái mục đích này cũng quên mất nói cái phần này, đúng không? Đích tất nhiên mở Winhome là để bảo trợ, mở Winhome là để bán hàng rồi, để chia sẻ sản phẩm rồi, đúng không? Thế thì chúng ta cần phải mở Winhome. Thế thì
Thay vì bình thường mình phải tự mình đi trình bày sản phẩm, tự mình đi trình bày cái cơ hội kinh doanh cho người khác, thì bây giờ mình mời họ về cái buổi khai trương Vinhome của mình, và mình có những người đồng đội, những người có kinh nghiệm đi trước, họ hỗ trợ, họ chia sẻ giúp cho mình. Có phải tuyệt vời đúng không ạ? Thế thì chúng ta chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải trang bị cái bộ nhận diện là, đúng không? Đương nhiên là phải có, bởi vì đây là cái dấu hiệu, là cái gọi là bộ nhận diện của Win to Win. Chúng ta phải có áo Win to Win. Nếu các anh chị làm Vinhome mà các anh chị không mặc áo Win to Win thì sẽ không có người đến hỗ trợ các anh chị đâu, các anh chị cứ tự làm nhá. Cái thứ ba là chúng ta phải có chuẩn bị một ít sản phẩm. Sản phẩm là nhiều bao nhiêu, ít bao nhiêu là tùy do anh chị quyết định. Nhưng mà theo quy định của Win to Win là nếu muốn được sử dụng cái bộ nhận diện này, cái mô hình Vinhome này, các anh chị phải mua tối thiểu là 100 BV trở lên, tương đương khoảng tầm 5 triệu đồng trở lên là được rồi. Thực ra nếu các anh chị không có 5 triệu đồng thì có thể sao mà nói câu chuyện đi kinh doanh, đúng không? Ít nhất các anh chị phải có một ít sản phẩm để các chị là người xài cái này. Mình chưa nói câu chuyện là có sản phẩm để bán nha, mình phải có sản phẩm để xài, các chưa xài thì giới thiệu người khác. Ví dụ bây giờ các anh chị không có sản phẩm, các anh chị bảo là anh Hiền ơi, anh Quang hỗ trợ cho em đi làm Vinhome, em mời một số khách đến cho anh chia sẻ. Hiền chia sẻ thì được đấy, nhưng mà chia sẻ xong người ta hỏi thế sản phẩm đâu, thế em xài chưa, em xài có tốt không, làm sao mà chúng ta thuyết phục được người đối tác của mình, đúng không anh chị? Và Hiền không bao giờ, và đương nhiên chúng ta không bao giờ đi hỗ trợ cho những người mà như vậy được, đúng không? Chưa xài mà đi chia sẻ là cái chuyện vô lý. Thế thì chúng ta phải có một lượng sản phẩm. Có người thì có nhu cầu rất là cao bởi vì họ có kinh tế, tiền họ nhiều. Có thể là họ có cái mối quan hệ rất là chất lượng, mối quan hệ của họ toàn những người có kinh tế, xài sản phẩm đẳng cấp, xài sản phẩm nhiều tiền. Thì họ có thể lấy đơn hàng 1 sao hoặc là 2 sao để họ được gì ạ? Họ được nhận được khuyến mãi 2 hộp, gọi là CK trong cái đợt này công ty đang khuyến mãi nè. Hoặc là mua 2 sao là đơn hàng gần 50 triệu là 1.000 BV á, được tặng luôn 6 hộp CK. Các chị biết bao nhiêu tiền, mười mấy triệu trong đó. Thế thì họ có kinh tế thì họ được quyền họ làm như vậy, để họ gì ạ? Vừa có sản phẩm đủ để xài, đủ để chia sẻ, để chuyển nhượng lại cho khách, và cũng để có cái khuyến mãi thì tùy họ. Tóm lại là các chị có thể lấy một lượng sản phẩm để các chị vừa xài, vừa chia sẻ demo trải nghiệm cho khách, vừa bán khi cần. Nhất là khi mà khách hàng người ta thích rồi á, chia sẻ xong người ta muốn xài, người ta bảo em ơi em lấy cho chị thử hộp nâng cơ đi, chị thấy em để một nâng cơ thích quá. Nhưng mà anh chị bảo em không có sản phẩm, thôi chị đợi em 2-3 ngày nữa em lên em đặt hàng công ty giao về rồi em gửi cho chị. Trong 2-3 ngày đó người ta có thể đổi ý bất cứ lúc nào, hoặc người ta sẽ bị tiêu cực, hoặc vì lý do gì đó người ta không mua hàng nữa, thì chúng ta sẽ mất đi, không phải là mất đi cái đơn hàng đó mà là mất đi cả mối quan hệ của người đó. Điều gì xảy ra nếu như người đó xài tốt và người ta xài cả đời sản phẩm này luôn, đúng không? Cả gia đình nó xài, cả họ hàng, cả bạn bè họ xài, thì các chị đang đánh mất đi một cái tài sản rất lớn. Cho nên là đừng vì những lý do như vậy mà để mất đi một cái tiềm năng rất là lớn. Hãy có một cái sản phẩm để bán khi cần, để chia sẻ khi cần. Và trong nhà của Hiền thì Hiền luôn có một số cái sản phẩm mà gọi là sản phẩm mới á, để gì, để trong trường hợp mà khách hàng của mình cần là mình có luôn. Nhất là những sản phẩm thông dụng như là nước rửa chén, giặt đồ, sữa tắm, dầu gội, kem răng, những cái đó là những cái cơ bản, đúng không? Và một số cái dinh dưỡng mà bán chạy và thường xuyên như là CK nè, hay là protein nè, hay là vin omega 3 nè, sản phẩm rất là thiết thực, thiết yếu, hay là cái bộ mỹ phẩm căn bản mình có sẵn, cần là tôi để lại tôi chia sẻ cho bạn luôn đấy nhá. Rồi một cái chuẩn bị nữa đó là gì ạ? Mời cả, và ở đây Hiền có một vài cái mẫu câu để mời, như một cái mẫu câu thông dụng nhất các chị có thể sử dụng, đó là alo chị Năm hả, em Hiền đây, chị Năm ơi, em báo cho chị một tin vui nhá. Các chị phải có một cái giọng điệu thật là hào hứng và thật là tự tin chắc chắn vô, chứ đừng có kiểu mà ấp à, giấu giếm giếm, phải tự tin lên. Ồ chị Năm hả, em Hiền đây, em báo gì một tin vui, đó là hai vợ chồng em vừa mới quyết định là gọi là hợp tác kinh doanh và chuẩn bị thứ bảy này em khai trương một cái siêu thị online, hay là khai trương một cái gọi là một cái gọi là cái cửa hàng, một cái shop mini tại nhà nhé. Các chị có thể dùng nó, bởi vì sao? Bởi vì thực tế là của chúng ta là môn Vinhome, nhưng mà nếu các chị nói là em mời anh chị khai trương Vinhome của em, người ta không có biết Vinhome là gì, người ta tưởng Vinhome là mua căn nhà Vinhome á, ta tưởng là mình mua nhà, ta chúc mừng, không phải đâu. Có những trường hợp như vậy rồi, nhưng mà các chị, em mời anh chị tham gia một cái buổi khai trương kinh doanh cái ngành hàng tiêu dùng và mỹ phẩm làm đẹp của vợ chồng em, và anh chị nhớ là đừng có mua quà cáp hoa hòe gì đến hết á, anh chị đến chung vui và ủng hộ vợ chồng em là em vui lắm rồi nha. Và hình như là nếu các chị biết tuổi của họ nhé, anh chị có thể nói là ví như là tuổi, và em cũng biết luôn là, và với lại không mà cái này các chị không nhất thiết phải nói, khi các chị đến cái buổi chia sẻ các chị hãy nói, tại vì nếu các chị nói trước người ta tưởng là đến là bắt buộc phải mua hàng, bắt công người ta lại ngại. Nhưng mà chị cần nói là hôm đó đừng có mua quà cáp hoa hàng gì hết chị nhé,
anh chị đến chung vui và ủng hộ là vợ chồng em vui lắm rồi nha. Rồi em hay gặp chị anh chị vào lúc mấy giờ ở đâu đâu địa điểm xong. Hoặc là các chị có thể đánh một cái thiệp mời bằng thư mời điện tử bây giờ rất là dễ tạo trên Zalo, trên Facebook gì đó, các chị gửi cho họ và kèm thêm một vài câu các chị mời. Hôm đó trân trọng mời anh chị đến dự. Và số lượng mình mời thì nói rồi, chúng ta có thể chia ra là một vài buổi, đừng có gom hết bà con anh em bạn bè họ hàng vô một buổi. Như hiện là ví dụ là một buổi hẹn mời những người bạn bên họ nhà vợ, một buổi bên họ nhà chồng, một buổi bên bạn bè, một buổi bên đồng nghiệp. Đó các chị có thể là chia ra vài buổi, một buổi 5 7 người, 10 người là được rồi, đừng có mời quá đông. Nhưng mà để có 5 7 người dự á, anh chị đừng có tưởng là mời 5 7 người là có 5 7 người dự nhá. Dự trù là chúng ta mời mười mấy 20 người thì chúng ta mới có một vài 5 7 người đi dự đấy. Cho nên chúng ta cứ mời dư ra một chút là ok nhá. Rồi, một cái nữa là gì ạ? Chúng ta phải báo, thông báo. Các chị hãy báo cho cái người bảo trợ của mình, cái người giới thiệu mình hoặc là cái người tuyến trên đồng đội của mình á, hoặc là báo cho đội action team tất cả các quận huyện hay là các tỉnh thành ở Việt Nam. Chúng ta đều có cái hệ thống một gọi là những anh chị trong đội action team và discovery sẵn sàng đến và hỗ trợ giúp đỡ cho các anh chị, chỉ cần các chị lòng khát khao thôi. Cho nên các anh chị phải thông báo cho họ là ngày giờ thời gian địa điểm, báo trước sớm càng tốt, đừng có ngày mai làm hôm nay báo, nhiều khi ta chuẩn bị không kịp người ta hỗ trợ được nhé. Vậy đó là một vài cái bước cơ bản các chị cần phải chuẩn bị. Và đương nhiên một cái việc vô cùng cần thiết trước khi mình làm Winhome là làm ơn các anh chị phải trải nghiệm sử dụng cái sản phẩm dùng cái. Hiện đã từng có trường hợp nha, mua một cái đơn hàng về còn nguyên si trong thùng, chưa khui thùng luôn, mời mình đến hỗ trợ khai trương, đi xuống xong, ủa không có sản phẩm nào hả? Có chứ anh, em có đặt hàng rồi mà. Đâu, mở thùng, thùng chưa khui luôn. Ủa vậy tức là xài chưa? Trong nhà chưa xài một cái sản phẩm gì, nguyên một cái thùng y nguyên sản phẩm mới mua về còn niêm phong chưa khui luôn. Anh chị nghĩ sao vậy? Anh chị chưa xài một cái sản phẩm nào mà anh chị đi chia sẻ người ta làm sao được? Cái thứ hai nữa là bây giờ sản phẩm đâu mà demo, phải khui ra mới có sản phẩm để cho người ta trải nghiệm. Các chị có đồng ý là mũi ngửi, mắt thấy, tay sờ, nói chung là các cái cảm giác của họ, trải nghiệm thực tế như vậy nó mới hiệu quả đúng không? Cho nên là những cái trường hợp như vậy là chúng ta làm không hiệu quả được, chúng ta bắt buộc phải là người trải nghiệm sản phẩm trước đã. Rồi bước thứ ba là bây giờ mình tiến hành thực hiện nào. Có nhiều người vẫn không biết được cái thực hiện tiến hành nó như thế nào cho hiệu quả, cho nên là chúng ta làm nó không có được cái hiệu quả như mong muốn. Cái quan trọng là chúng ta phải làm sao mà nó đơn giản, dễ sao chép để mọi người đều có thể bắt chước được. Đừng làm nó phức tạp và khó khăn. Và nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng làm cái Winhome này là phải có lãnh đạo, phải có người thật giỏi đến hỗ trợ thì mới hiệu quả, là sai lầm lớn luôn. Nếu các anh chị mời những người quá xuất sắc, quá giỏi, quá kinh nghiệm đến chia sẻ, nó không phải là cái lợi thế của mình. Bởi vì cái người đến nghe người ta bảo là ồ cái này chắc là phải ăn hay nói giỏi như mấy người này là mới làm được. Hoặc cái thứ hai, nếu các anh chị mời những người chuyên môn chuyên nghiệp lãnh đạo về á, thì cái người bạn của mình sau này họ làm, họ bảo là khi nào ông Hiển, khi nào cái người lãnh đạo đó về đây, bạn báo tôi nhé để tôi tổ chức, tôi mời người ra hỗ trợ. Người ta không có tin tưởng mình, bởi vì người ta nghĩ rằng phải có lãnh đạo thì mới được, phải có người thành công, phải có người giỏi thì mới được. Phải. Nên nhớ rằng cái buổi này là buổi người mới, chia sẻ cho người mới. Tôi xài rồi nè, tôi có kết quả là tôi chia sẻ cho anh, đúng không? Tôi làm rồi nè, là tôi cũng là một cái người công việc bên ngoài, tôi đang làm công việc như vậy, nhưng mà tôi vẫn làm nè. Tôi làm được thì bạn cũng làm được. Cái mục đích của mình là cho họ thấy cái này vô cùng đơn giản và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là nhân chứng. Cái buổi này là buổi mình cho họ được nghe thông tin, được thấy tận mắt, được trải nghiệm, tự họ trải nghiệm và được lắng nghe, gọi là chứng kiến những câu chuyện thật, người thật, việc thật. Đó là mục đích của Winhome, chứ không phải chúng ta mời một người lãnh đạo, một người rất nhiều kinh nghiệm, một người rất giỏi đến để giải thích, để chia sẻ, để giúp cho mình. Phải nhớ nha, đối với người mới mà nói thì họ là con số không, họ không biết gì hết. Nhưng mà những người chúng ta tham gia vô, dù chỉ trước họ vài ngày thôi, đã xài qua một số sản phẩm, đã có kết quả thì chúng ta đã hơn họ rất nhiều rồi. Những gì mà chúng ta nói thì họ đều cảm thấy mới mẻ và thú vị. Các chị cứ yên tâm và mạnh dạn chia sẻ, được chưa? Thế thì tiến hành đó, đầu tiên đó, là chúng ta phải đến sớm, đúng không? Để chúng ta set up. Nhớ em nhắc nhở nè, tuyệt đối không được bày vẽ gọi là đồ ăn, thức uống xa xỉ, rồi là bánh trái, rồi là hoa què gì hết. Làm ơn các anh chị phải hiểu, làm hiện biết là các anh chị có cái sự hảo
gọi là thảo mai các anh chị mong muốn là những người đến hỗ trợ hoặc là khách hàng đến có cái gì đó để đáp lễ, để mà bày vẽ này kia ra cho họ này kia, không phải nó tùy phải. Người ta đến vì cơ hội, người ta đến vì gì ạ? Vì nể mình, vì mong muốn chúc mừng cho mình, vì mình khai trương, chứ không phải người ta đến để kiếm miếng ăn, chứ đừng có quan trọng cái việc đó. Và nhất là khi mình làm chương trình mà người ta ngồi cứ nhóc nhép là người ta không có để tâm, và người ta không hiểu rõ được cái mục đích của mình cái buổi này, mà người ta đến người ta giống như kiểu là đến đây để mà nói chuyện rôm rả, để giao lưu với nhau, để ồn ào, người ta nói chuyện là không có làm việc được. Cho nên cấm kỵ là các chị không được bày vẽ, và quan trọng hơn là sao chép. Sau này những người bạn của mình họ nhìn thấy mình làm á, họ đặt câu hỏi là à, là cái này là tốn kém đấy, mỗi lần mời khách đến là phải có ABC bờ cờ đúng không. Nếu các anh chị bày vẽ ra một cái mâm, ví dụ như là 10 phần, người đó nghĩ nếu mà bạn này bạn làm 10 phần mà mình học được 5-7 phần thì cũng khó coi, ít nhất nó con gà thì mình chắc được cháu lọc, ví dụ thế. Như vậy thì nó sẽ tạo ra áp lực cho người mới, người ta chưa kiếm được gì từ công việc này mà người ta đã phải chi ra, và người ta nhìn thấy tấm gương đi trước là làm cái này như vậy là người ta sẽ ngán ngẩm, người ta không muốn bắt chước mình. Nhưng mà đến cứ gì ạ, trà đá nước lọc và không gian sạch sẽ ấm cúng là tuyệt vời, và có bộ nhận diện, có áo win to win, có sản phẩm mẫu là ok. Và nhớ chuẩn bị thêm gì ạ, sản phẩm để demo, hồi nãy mình quên mất là dụng cụ demo, ví dụ như là cái bông súp lơ hay là nho để làm thí nghiệm nước rửa chén, ví dụ như là nâng cơ hay là bộ căn bản hay là tẩy tế bào chết rửa mặt gì đó để mà trải nghiệm cho khách dùng mỹ phẩm. Các chị cần phải có cái sản phẩm demo, đừng nói bằng miệng, các chị nói cho dù nói bao nhiêu đi nữa mà không bằng gì người ta trực tiếp được trải nghiệm và mắt thấy tai nghe, đúng không? Thế thì hãy chuẩn bị cho mình sản phẩm demo để cho họ trải nghiệm nhé. Và chúng ta đến sớm thì chúng ta xem xét lại một lần nữa coi đầy đủ chưa, ly tắp chén dĩa dao đĩa súp lơ nho hay là nước giặt đồ hay là sữa rửa mặt hay là những cái sản phẩm để demo, chúng ta coi cái đầy đủ hết chưa, rồi đón khách nữa đúng không, chuẩn bị cũng như là đón khách, tránh trường hợp là khách gì đến rồi mà mình vẫn còn chưa ngủ dậy, hoặc là mình còn chưa chuẩn bị xong rồi quần áo chưa thay rồi nhà cửa thì bề bộn ghế bạn không có nha. Cái thứ hai là chúng ta khi bắt đầu nha, đúng giờ là mình bắt đầu, đừng có để người ta chờ quá lâu, bởi vì nhiều người người ta tôn trọng mình, ta đến đúng giờ thì mình phải tôn trọng họ, tổ chức đúng giờ. Và đầu tiên bước một sẽ là chủ nhà phát biểu. Các anh chị làm gì thì làm vô cùng quan trọng, chủ nhà phải có phát biểu trong chương trình, và các anh chị là người mở đầu tốt nhất. Khi anh chị mở đầu, các anh chị đơn giản hay nói theo những bước như sau: giới thiệu về bản thân thì chắc là không cần bởi vì người ta biết mình là ai rồi. Xin chào anh chị em bạn bè của Hiển nhé, hôm nay thì cảm ơn, đầu tiên là mình cảm ơn đúng không, cảm ơn anh chị em bạn bè người quen gì đấy, đồng nghiệp gì đấy đến tham dự cái buổi khai trương kinh doanh di cốt của vợ chồng Hiển hôm nay. Rất đấy là vinh hạnh các anh chị đã đến tham quan, và hôm nay vợ chồng Hiển gọi là gì ạ, thông qua một cái quá trình, đây là cái nội dung anh chị cần nói nè, cảm ơn xong, thông qua một quá trình là Hiển được một cái người anh, ví dụ như là các anh chị có thể chia sẻ cái người mà đã giới thiệu cho các anh chị á, đã giới thiệu cho các anh chị cái cơ hội này hay là cái sản phẩm này, và các anh chị đã gì ạ, đã quyết định là ủng hộ, và nhớ dùng cái từ này để lát nữa khi mà những cái người bạn họ nghe á, họ sẽ liên tưởng là à, cái lúc đầu á, cái người bạn chủ nhà này cũng ủng hộ cho người bạn kia, giống như là họ cũng sẽ có tâm lý là ở hôm nay thôi thì khai trương mình cũng ủng hộ lại cho họ đấy, kiểu vậy đấy. Thế thì anh chị hãy chia sẻ giống như là cảm ơn cái người đã chia sẻ thông tin cho mình là ai đó chẳng hạn. Và lúc đầu thì mình nghĩ là những sản phẩm này đằng nào gia đình mình cũng xài, nước rửa chén nhất đồ lau nhà thì ai chắc xài đúng không, thế thì mình quyết định là mình mua ủng hộ cho người bạn đó. Nhưng mà sau khi dùng xong mình thấy hiệu quả tuyệt vời, và nhớ cái câu thần chú nè, tôi dùng tôi thấy. Các anh chị không cần phải tô vẽ, không cần phải nói thêm nữa bớt gì, hãy nói đúng những cái gì mà gia đình chị trải nghiệm, như vậy là tuyệt vời rồi. Ví dụ như là khi mới làm kinh doanh này nè, vợ hiện xài mỹ phẩm chứ lúc đó hiện chưa xài đúng không, thế thì hiện không cần phải chia sẻ là về những cái sản phẩm làm đẹp đó, mà hiện gì trải nghiệm qua những cái sản phẩm rất là cơ bản như là dầu gội đầu, sữa tắm. Thì nói thiệt với các anh chị là hiện quá mê đi, tại vì thường thường mình tắm xong một cái là ra ngoài nó cứ rịn khó chịu lắm, và khi mình xối là rất là nhiều nước mà nó cứ còn nhờn rít thế nào. Nhưng mà thực sự là cái sữa tắm, cái dầu gội của mình á, nó thật là tưới qua một ca nước thôi là nó sạch, rất là sạch, và cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu đó. Các chị cứ là
chia sẻ đúng những gì anh chị trải nghiệm, anh chị đã dùng những sản phẩm gì, kết quả thế nào, bố mẹ, chồng vợ, con cái anh chị dùng kết quả ra sao. Hãy chia sẻ cái kết quả sử dụng của mình, cái sự tâm đắc của mình. Sau đó các anh chị thông báo, và sau khi trải nghiệm dùng những sản phẩm tốt như vậy thì chúng tôi sau khi tìm hiểu kỹ về cái đối tác công ty Facebook này, chúng tôi đã quyết định chính thức hợp tác kinh doanh và phân phối những cái sản phẩm này. Sau này cô bác, cô chú, anh chị em có nhu cầu dùng những cái sản phẩm tiêu dùng như này thì nhớ liên hệ và ủng hộ cho em nhé. Nhớ chưa? Cái chỗ này là chỗ rất quan trọng. Tôi thông báo là tôi phân phối những sản phẩm này, mà sau này anh chị mà có nhu cầu dùng những cái sản phẩm tiêu dùng như vậy thì nhớ là liên hệ với tôi nhé. Đằng nào anh chị cũng tốn tiền tiêu dùng. Thế thì hôm nay tiêu dùng với YouTube sẽ là một cái cơ hội, một cái giải pháp cho anh chị tiêu dùng á, thông minh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, bảo vệ sức khỏe gia đình hiệu quả hơn, và còn có thêm cơ hội hợp tác nếu anh chị thích. Rồi, vậy thì hôm nay tôi người mới tham gia, tôi chưa có gọi là kiến thức, chưa có rằng, nhưng mà hôm nay có một số anh chị là những người đã tham gia trước, làm trước, sử dụng trước, có kết quả trước, hôm nay đến đây hỗ trợ và chia sẻ cho các anh chị. Vậy thì bây giờ xin được phép mời đó, lúc này các anh chị có thể mời cái người đầu tiên. Người đầu tiên, bước 2 là người chia sẻ về công ty. Ít nhất trước khi các anh chị bôi chết chết, các anh chị cho người ta uống, các anh chị cho người ta thử những sản phẩm gì lên người ta, các anh chị phải cho người ta biết là cái thứ này là cái thứ gì, ở đâu ra chứ, đúng không? Thì cái người đầu tiên này nè, lên cũng đơn giản là why, tức là chia sẻ một chút xíu thôi. Tôi đang ở đâu, tôi đang làm cái gì, và tôi biết đến cái Z-Cup này bao lâu, và tôi đã sử dụng có những kết quả như nào, và hôm nay là tôi giới thiệu cho anh chị một vài cái thông tin về công ty, chẳng hạn như là công ty này là công ty của Hàn Quốc, đúng không? Là về nhà máy sản xuất, về các cái vùng nguyên liệu, về sự an toàn, về giấy phép, về pháp lý tại Việt Nam, rồi công ty chi nhánh ở Hà Nội, trụ sở chính ở chi nhánh ở Hồ Chí Minh, một vài cái thông tin cơ bản nhất thôi. Và sau đó là công ty có những cái dòng sản phẩm như sau. Thứ nhất là dòng sản phẩm làm đẹp. Đấy, các chị có thể liệt kê ra một vài sản phẩm nâng cơ, vi kim sinh học, tạo vi sinh học, rồi là tế bào gốc, rồi là mỹ phẩm căn bản, rồi chống nắng, rồi đa là các chị có thể liệt kê ra một số sản phẩm mà công ty đang bán, để lát nữa người ta còn biết người ta đứng mua cái gì, người ta phải biết công ty mình bán cái gì, thì các chị không cần phải giải thích về nó, nêu cái tên sản phẩm được rồi. Trong thứ hai là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đúng không? Tùy theo nhu cầu thì có những sản phẩm về hỗ trợ cho mắt, hỗ trợ cho gan, hỗ trợ về tiêu hóa như probiotic, chất xơ, những sản phẩm giảm cân, những sản phẩm gì ạ, hỗ trợ cho chúng ta về đấy, về nhân sâm đã là thế rồi. Và dòng thứ ba là sản phẩm tiêu dùng, thì các chị liệt kê ra công ty mình vừa mới khai trương sản phẩm băng vệ sinh quá tuyệt vời, một sản phẩm nhu cầu rất lớn luôn, rồi những sản phẩm về nước rửa chén, rồi dầu gội, sau đó các chị liệt kê một số sản phẩm để cho người ta biết là mình bán cái gì thôi. Rồi, việc quản trị là liệt kê công ty đang bán cái gì. Xong, tiếp tục, chăm nghe không bằng một lần thấy, trăm lần thấy không bằng một lần thử. Hôm nay tôi xin giới thiệu lên một vài anh chị, đúng không, đã sử dụng, đã có kết quả, đã trải nghiệm, và sẽ chia sẻ với các anh chị thực tế như nào luôn. Và đặc biệt mời một số anh chị lên đây cho anh chị trải nghiệm luôn. Thì lúc này là lúc mà chúng ta chăm nghe không một lần thấy, chăm thấy một lần thử, trải nghiệm sản phẩm luôn. Trong lúc mà chúng ta trải nghiệm nước rửa chén, mọi người nhìn thấy, mọi người tham gia vào cái việc minh họa đó, và chúng ta mời 2-3 người đại diện lên chăm sóc da cho họ, tẩy tế bào chết cho họ, rồi tẩy trang cho họ, rồi là chăm sóc da, nâng cơ cho họ, một vài người như thế. Thì trong cái lúc mà họ đang chờ da mặt nó khô á, trong lúc chờ mà nâng cơ nó làm việc á, 20-30 phút á, chúng ta sẽ cho một vài người, bước 4 là chia sẻ kết quả sử dụng sản phẩm. Các chị có thể mời một vài người, càng nhiều càng tốt, miễn là chương trình mình nó đừng có kéo quá dài thôi, còn mời được càng nhiều người chia sẻ kết quả sử dụng được càng tốt. Mỗi người sẽ có những câu chuyện khác nhau, kết quả khác nhau, và mỗi người chỉ cần lên chia sẻ một vài cái như vậy, được chưa? Thì nếu như các chị xác định đây là buổi Win Home đúng nghĩa thì các chị xem đây là buổi bán hàng. Nhớ nha, mục đích của chúng ta là ra sản phẩm, và đừng có nói kinh doanh ở đây, bởi vì nếu các chị nói kinh doanh ở đây á thì rất dễ dẫn đến tình huống là người ta bảo hóa ra cái này là sản phẩm đa cấp, rồi lại các chị lại phải giải thích một đống câu hỏi về vấn đề này nữa. Rồi cái thứ hai là đôi khi người ta rất là muốn xài, thấy sản phẩm tốt đấy, nhưng mà ngại cái từ đa cấp nên người ta cũng né luôn, người ta cũng ngại luôn. Thế này các chị làm ơn đừng có tham lam,
nếu mình xác định mình làm win home, đầu tiên là mình muốn gì ạ? Đưa sản phẩm đến tay của họ và bán sản phẩm cho họ dùng cái đã. Thứ nhất là để chính mình nè tạo được cái thu nhập bước đầu để mình duy trì công việc này, bởi vì đội nhóm của mình chưa có. Thu nhập duy nhất mà mình có là thu nhập từ từ bán lẻ và tuyển dụng trực tiếp, đúng không? Thế thì lúc này các anh chị gì ạ? Hãy tập trung vào, các chị phải tự tin là sản phẩm mình đủ rẻ, đủ tốt để mình bán lẻ cho họ, chứ đừng có chăm chăm bán giá sỉ rồi các chị không có thu nhập thời gian đầu làm sao duy trì công việc. Và không có buổi Vinhome này, tâm lý người ta là ờ để nó khai trương thôi thì mua ủng hộ nó lấy hên. Và cái lúc mà kết thúc á, lúc năm á, kết thúc á, nó gọi là gì ạ? Tức là sau khi chia sẻ xong, kết thúc này, những người khách hàng chia sẻ xong nè, các chị thích sản phẩm tuyệt vời đúng không? Mỗi một người này lên chia sẻ là nên kèm thêm một câu kiểu như là hôm nay nếu mà anh chị đằng nào cũng gọi là phải tiêu dùng những sản phẩm như vậy thì đằng nào cũng tốn tiền ra ngoài, thì tại sao mình không ủng hộ cho cái người bạn của mình? Và hôm nay đương nhiên là bạn mình khai trương, các anh chị cũng muốn cho họ gọi là kinh doanh thuận buồm xuôi gió, hay là các chị cũng muốn gì ạ? Ủng hộ cho họ để lấy hên khai trương kinh doanh may mắn, đúng không? Thật sự những cái buổi mà hiện đội nhóm của hiện nói những cái câu này á, là gần như 90% 100% là những người họ trước khi ra về họ đều sắp vào bịch hàng hết. Đâu sao? Họ mình gọi là gì? Mình chia sẻ sản phẩm tốt cho họ, đổi lại là mình có cái thù lao, đó là chuyện đương nhiên. Và nếu anh chị ngại bán lẻ thì anh chị sẽ gì ạ? Thật ra người ta, anh chị bảo là em bán giá công ty luôn á, người ta không có tin đâu, bởi vì người ta nghĩ rằng không có lời sao mày làm, không có lời sao mày bán. Đương nhiên người ta sẽ luôn nghĩ là mình có lời, không phải thì đặt nào cũng mang tiếng ăn lời thì thôi, ai bán lẻ ăn lời luôn cho rồi. Sau này mình quay lại mình chăm sóc á, thì mình mới nói là chị ơi, chị có muốn xài cái sản phẩm này với giá của công ty không, em chỉ cho chị một cách chị có thể gì ạ? Nhưng mà mình chăm sóc họ, mình thấy họ xài tốt á, thì mình chuyển họ thành khách hàng trung thành, hoặc là mình chuyển họ thành cái khách hàng mở thẻ, và thậm chí là mình biến họ thành một người kinh doanh rất là dễ. Các anh chị phải hiểu tâm lý là con người ta mà đã tâm đắc, đã xài cái gì, ăn cái gì ngon á, là người ta sẽ nảy số trong đầu, người ta tính bán nó. Ví dụ khi Hiển đi về Thanh Hóa, mấy anh chị mời Hiển ăn nem Thanh Hóa, ô nem ngon nhở, tết nếu mà cái nem này em đem về Sài Gòn em bán thì biết là đây người ta để giá sao, đúng không? Hoặc là về miền Tây ăn dưa hấu, rồi hắc mỹ nhân ngon ngọt quá, anh chị em lấy dưa hấu này về Sài Gòn bán thì chị để giá sao? Khi mình ăn, mình xài một cái thứ gì đó mình thấy chất lượng, thấy tốt á, là mình sẽ nảy số, mình muốn kinh doanh nó. Cho nên khi anh chị làm Vinhome, anh chị đưa được sản phẩm cho họ xài rồi á, khi anh chị quay lại chăm sóc cho họ và hướng dẫn họ kinh doanh rất là dễ, anh chị sản phẩm tốt rồi. Vậy anh chị giờ có muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập từ những sản phẩm này không, mà không phải gì ạ? Gọi là gì, đại loại là đó, giống như là mình chỉ cho họ là hôm bữa anh chị có tham dự buổi Vinhome của em, anh chị thấy đó, anh chị cũng có thể làm một cái buổi như vậy, và anh chị mời một vài người bạn đến, sẽ có ekip đội nhóm em đến hỗ trợ chia sẻ cho chị, và việc trình bày là việc của tụi em, được chưa? Vậy thì họ sẽ thấy ô hôm bữa tôi đến thấy người ta mua quá trời mua luôn, người thấy. Và hiện có những buổi hiện đang làm á, và có người ra hỏi là em bữa sau chị làm cái buổi Vinhome, cái buổi giống vậy là ở chỗ chị ở cách đây 3-4 cây à, em hỗ trợ chị được không? Được chứ. Nhưng mà trước khi chị muốn tụi em hỗ trợ như vậy, chị phải trả qua cái bước đầu tiên đó nha, chị phải xài đó nha. Yên tâm, chị bảo thì chị xài hết á, chị xài mình đương nhiên là mình xài rồi, mình mới nói thật. Đúng rồi đó, tức là người ta đang nghĩ ngay đến cái việc là người ta bắt trước làm cái buổi giống như vậy, bởi người ta thấy hiệu quả. Cho nên trong buổi Vinhome này, lời khuyên của mình cho các anh chị là đừng có tham lam, vừa muốn bán được hàng, vừa muốn mở thẻ, vừa muốn người ta kinh doanh với mình. Khoan, bước đầu này cứ tận dụng mối quan hệ của mình với họ, người ta nể mình, người ta tôn trọng mình, người ta mong muốn cho mình khai trương thuận lợi, mình bán được hàng cho họ bởi vì mình đang làm một điều tốt, và mình đưa sản phẩm cho họ thì mình xứng đáng nhận về cái phần thù lao, và thù lao này nó giúp cho mình nuôi dưỡng, nuôi sống cái công việc này cho đến khi mình có mạng lưới thành công, đúng không? Cho nên đừng ngại bán giá khách hàng cho họ, được chưa? Đằng nào họ cũng nghĩ mình ăn lời, vậy thì hãy chia sẻ sản phẩm và chuyển nhượng sản phẩm giá lẻ khách hàng cho họ, sau đó quay lại chăm sóc thì mới hướng dẫn là bây giờ chị có muốn sản phẩm giá ưu đãi hơn của công ty không, thì em chỉ mở cái thẻ và sau. Cái thứ hai nữa là chị có muốn kiếm thêm từ cái việc này không, thì lúc mà mình chăm sóc mình biến cái thành kinh doanh, được chưa? Rồi thì đây là các cái bước để chúng ta tổ chức một buổi Vinhome. Nhưng mà trong cái bước cuối cùng á, tức là khi mà xong kết thúc cái buổi á, nó gọi là chăm sóc á, chốt bán hàng á, thì những cái người đến tham dự hỗ trợ áo xanh này, đừng có túng tụng nhau ngồi mà không ngó ngàng quan tâm đến khách hàng. Hãy hỗ trợ cho người chủ nhà của mình. Mình thấy ai đang ngồi á mà một mình, hay là người ta chưa có người chăm sóc họ, là mình lại gần. Em chào chị. Chị tên gì? Em tên Hiển. Chị tên gì? Em là thấy chị ở gần đây không? À, thế hôm nay chị là bạn như thế nào, hay là chị đang làm nghề gì? Đã là mình hỏi vài câu rồi mình có thể hỏi thăm. Chị đừng bao giờ hỏi là chị thấy sản phẩm này được không hay tốt không nha. Mặc định là tốt,
Chị công nhận với em là chị chưa từng thấy cái sản phẩm nào tuyệt vời như sản phẩm này đúng không chị? Lần đầu tiên em thấy sản phẩm này em quá thuyết phục luôn. Và khi mà em quyết định em mua về thử em xài nhá, em hoàn toàn là bị thuyết phục và bất ngờ với chất lượng sản phẩm. Đấy, mình có thể kể thêm, mình có thể chia sẻ thêm cái trải nghiệm của mình, và mình có thể giúp cho người bạn chủ nhà của mình đó là chốt đơn hàng là ở theo hôm nay chị đến này, khai trương của bạn thì chị ủng hộ cho bạn mình những cái sản phẩm nào. Theo kinh nghiệm em đó, nếu mình quan sát họ, mình thấy họ là da mặt họ có vấn đề thì mình tư vấn thêm cho sản phẩm về da, lấy ngay sản phẩm về xài đi, ủa đã lắm, tuyệt vời lắm. Hay là ủa em thấy ở trước mắt là gì ạ? Nếu mình quan sát mình thấy họ không phải là cái đối tượng mà quá có vấn đề, tức mình họ có thể hỏi nghề, mình biết xem thu nhập của họ tầm nào, mình không phải vội vàng mình bán cho những sản phẩm đắt tiền, mà mình có thể tư vấn trước là em thấy là những cái sản phẩm này nó quá chất lượng như vậy thì em nghĩ là bạn nào gia đình anh chị cũng phải tiêu dùng, thế thì mình mua ủng hộ cho chị ấy mấy cái sản phẩm nước rửa chén, giặt đồ, tặng cho đằng nào nhà chị xài. Nhưng mà chị xài ngay đi, em nói chị là nhà em xài nó rất là hiệu quả, rất là tiết kiệm, rất là lợi về kinh tế mà còn an toàn về sức khỏe, thế thì chị mua ngay ủng hộ cho bạn chị, còn đợi gì nữa. Tức là chúng ta phải biết chia nhau ra, mỗi người một kèm một để chúng ta nói thêm, chia sẻ thêm giá trị và chúng ta chốt họ mua hàng ủng hộ cho người bạn chủ nhà, nhớ chưa? Hiện nay có nhiều buổi WinHome mà làm xong cái kênh chị tụng 5, tụng 7 đi chỗ khác, hoặc là ngồi một đống đó, ngồi nói chuyện với nhau, ngồi ăn uống nói chuyện với nhau, không có hỗ trợ cho người chủ nhà của mình chốt đơn hàng, đó là một cái điều rất là thiếu sót. Chúng ta nhớ điều này nha. Rồi, thế thì đây là một số cái kinh nghiệm, kiến thức chia sẻ cho anh chị lý do vì sao chúng ta nên phát triển WinHome và chúng ta cần phải làm thế nào để tiến hành một cái buổi WinHome hiệu quả. Và chúc các anh chị chúng ta sẽ là tổ chức thật nhiều những buổi WinHome thành công và nhân rộng, nhân bản cái mô hình WinHome này khắp cái tổ chức của mình, và hy vọng một ngày đó chúng ta sẽ phủ một màu xanh nha nha, người người phát triển WinHome ở mọi miền đất nước. Và cảm ơn các chị đã chú ý lắng nghe video clip ngày hôm nay. Nếu các chị cảm thấy bổ ích, hãy bấm like và share cho những người bạn của mình. Đồng thời, các chị hãy đăng ký follow kênh Win to Win, kênh giàu sớm nghỉ hưu trẻ của Hiển, để tiếp tục nhận rất nhiều những cái video clip giá trị, những cái kiến thức kinh nghiệm để phát triển kinh doanh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần tới.